Xin kính chúc cho gia đình của anh Tư Tọt được bình an, may mắn, thành công và hạnh phúc. Chúc cho hương hồn của bác gái được mau về cõi Phật. Và chúc cho toàn thể quý vị, những người khách quý, làm ăn may mắn và thành công. Chúc cho anh em nghệ sĩ khỏe mạnh đi để đi hát. Bữa nay gặp anh em nghệ sĩ ở đây rất là đông. Tôi xin hát một bài ca chủ đề ngày hôm nay luôn, gửi đến vong hồn của bác gái là mẹ của ông Tư Tọt đó. Mẹ đợi con về. Thưa với quý vị, bài này là tôi tâm sự với mẹ tôi, cho nên là chuyện này chuyện có thật. Thì hôm nay tôi mượn cái bài ca này tôi gửi đến vong hồn của mẹ anh Tư Tọt. Dàn nhạc hùng hậu quá. Mẹ ơi, con đi xa xứ về thăm mẹ, nhớ ngày nào mẹ tựa cửa chờ con. Thương con, mẹ đợi từng giây, từ đây mất mẹ còn đâu mẹ chờ. Mẹ ơi, nhận được tin mẹ sắp ra đi thì cõi lòng con như ai dò ai xem. Đường về quê còn hàng trăm cây số, con vội vã về cho kịp. Chậm chậm mẹ ơi, cho con nhìn mẹ, cho mẹ được gặp con lần cuối trong đời. Mẹ ơi, phải chăng mẹ đợi con về? Con những tưởng mẹ sẽ qua cơn bão bình, để mẹ sống đời, sống mãi với con. Ôm mẹ vào lòng, con nghe mẹ gọi, tiếng nấc nghẹn ngào mẹ gọi con ơi. Anh em dù có lỗi lầm thì hờn trách mà làm gì, bởi cùng chung dòng quyết thâu. Thương con, mẹ đợi từng giây chờ con xa xứ về thăm mẹ hiền. Và mãi mãi về sau, con không còn nghe mẹ gọi con ơi. Mẹ thương con dù vất vả gian lao, đang đắng đắng dài nắng dặm sương, lo cho các con ngày đêm lam lũ suốt cuộc đời. Mẹ chịu khổ gì ơn bạn. Cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn anh. Mẹ ơi, ngôi nhà của
dồn. Mẹ bảo với con rồi, lo sửa lại đi con. Dù mái tranh vách lá cũng ấm lòng, tường cao cửa kính mà không người hương gọi. Mẹ ơi con sẽ làm theo ý mẹ, đối với tổ tiên phụng thờ kính trọng bao hiếu đền ơn nghĩa nặng tình thâm bởi phần làm con yêu đạo vua. Nhưng đường đời còn lắm lỗi trong gai. Mẹ ơi con sẽ làm theo ý mẹ, con sẽ sửa lại ngôi nhà siêu dột. Thờ tổ tiên thờ mẹ cha cho trọn đạo, cho con cháu ngàn sao nổi tiếp lưu. Con rau muống đồng mẹ luộc chấm với cháo, cứ lần nào về thì con cũng hỏi. Còn nữa tô giá luộc mẹ để ở trong tủ, uống đi con để khỏi phải tắt pin khàn hơi. Thương con mẹ hiểu lòng con, chén cơm bát nước mẹ cho con ấm lòng. Nhưng mẹ ơi con có lỗi với mẹ là không chăm sóc mẹ, dù chỉ là chung trà chén thuốc. Nếu được kiếp sau con xin làm con của mẹ để trọn cuộc đời, còn hiếu đạo với mẹ cha.